Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vòng Quanh Thế Giới. Các bạn thân mến, được mệnh danh là vùng đất khai sinh ra Phật Pháp, Myanmar là một đất nước huyền bí và lôi cuốn, tự hào với những ngôi chùa của Phật giáo tráng lệ và phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Myanmar hay còn được gọi là Miến Điện, đó là một đất nước gần gũi trong khu vực Đông Nam Á. Đất nước này thì có diện tích là 676.577 km2 và đây là một quốc gia có diện tích lớn thứ hai tại Đông Nam Á chỉ sau Indonesia. Myanmar có chung đường biên giới với Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Ấn Độ và Bangladesh và cũng có đường bờ biển dài 2.276 km dọc theo vịnh Bengal và biển Andaman. Một trong số những người gọi đất nước này là Myanmar trong khi những người khác vẫn gọi là Miến Điện. Điều này thật kỳ lạ và có phần độc đáo. Vậy phải gọi tên đất nước này là Myanmar hay là Miến Điện thì mới đúng? Thật khó trả lời vì tên gọi của đất nước này thể hiện cả một sự thay đổi chính trị và lịch sử. Đằng sau đó, Miến Điện là cách mà người Anh gọi đất nước này trong suốt thời kỳ cai trị của họ, kéo dài từ những năm đầu thế kỷ 19 cho đến những năm 30 của thế kỷ 20. Cái tên Miến Điện thì Miến có nghĩa là xa tắp xa vời, xa tít tắp. Điện nghĩa là chỉ những cái vùng đất nằm ở bên ngoài. Miến Điện có nghĩa là vùng đất ngoại thành xa xôi. Miến Điện là tên cũ, còn Myanmar là tên mới. Sau khi Myanmar giành được độc lập, thì đất nước này nằm dưới sự quản lý bởi một chế độ hà khắc của quân đội. Bên cạnh cái cách gọi tên có phần rắc rối và không kém phần độc đáo như vậy thì văn hóa Myanmar cũng rất là đặc sắc. Đất nước này là nơi sinh sống của hơn 135 dân tộc khác nhau, vì vậy nên là Myanmar là nơi giao thoa văn hóa của rất nhiều các sắc tộc. Điều này khiến Myanmar trở nên hoàn hảo trong một trải nghiệm văn hóa thú vị nhưng mà đôi khi thì cũng hơi phức tạp. Người dân Myanmar rất sùng đạo Phật. Tại bất kỳ một thành phố, một tỉnh, một thị xã nào đều có ít nhất một ngôi chùa và một tu viện Phật giáo. Đạo Phật có ảnh hưởng rất lớn ở Myanmar, cuộc sống của người dân thì không tách rời những nghi lễ Phật giáo. Mùa chay Phật giáo cũng được ghi trên lịch của Myanmar là 3 tháng mùa mưa, tương đương với thời gian từ tháng 7 cho đến tháng 10 dương lịch. Trong thời gian đó là các hoạt động ma chay, cưới xin, chuyển nhà thường được hoãn lại. Myanmar cũng được biết đến là một trong những quốc gia có nhiều lễ hội bậc nhất trên thế giới. Văn hóa Myanmar được thể hiện rõ rệt nhất tại những ngôi làng, nơi có các lễ hội bản địa. Những lễ hội địa phương được tổ chức suốt năm, lễ hội quan trọng nhất chính là lễ chùa. Trong đó, lễ hội té nước là Tết cổ truyền của các nước Phật giáo. Tương tự như ở Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar cũng có lễ hội té nước và đây là dịp lễ đón năm mới lớn nhất trong năm diễn ra giữa tháng 4. Họ dùng nước để té vào nhau với mong muốn là gột rửa đi những bụi bẩn của năm cũ và chào đón một năm mới may mắn cũng như là hạnh phúc hơn đối với người dân Myanmar. Nước tượng trưng cho sự thanh tẩy, thuần khiết và nó sẽ gột rửa đi hết những bệnh tật, hết những xui xẻo, hết những dơ bẩn của năm vừa qua, chuẩn bị chào đón một năm mới đầy may mắn và mạnh khỏe. Hàng nghìn người, thậm chí là hàng chục nghìn người sẽ xuống đường tham gia một cuộc chiến cùng với nước để cùng nhau chào năm mới. Đương nhiên là cuộc chiến trong ngoặc kép rồi. Vâng, và đây tiếp tục là một trong những hoạt động tốn nước nhất trên thế giới. Ngoài ra còn có các lễ hội khác, ví dụ như là lễ hội xuất gia, lễ hội nghệ thuật múa rối, lễ hội nấu cơm nếp, lễ hội cho các vị thần thể hiện sự đặc sắc văn hóa. Ở nơi đây, Myanmar có nhiều dân tộc, có nhiều lễ hội nhưng mà có vẻ về mặt trang phục thì không thực sự nhiều như vậy. Trang phục truyền thống của họ được gọi là Long Yi. Đây là trang phục của cả nam và nữ trên khắp đất nước Myanmar. Đó là một tấm vải lớn dài khoảng 2 mét, được quấn quanh nửa thân dưới. Mọi người mặc nó cho rất là nhiều dịp, ngay cả những người thường đi làm hay là đi chợ thì đều mặc chúng được. Sự khác biệt giữa Long Yi dành cho nam và nữ là kiểu dáng và cách thắt nút. Đàn ông thì cho phép nút thắt của họ có thể buông ra phía trước, trong khi phụ nữ thì thắt vào bên trong một cách e thẹn và kín đáo hơn. Thay vào đó, tất cả đều đi dép giống như là kiểu dép lao. Cả nam và cả nữ thì chỉ đi giày khi mà mặc âu phục mà thôi. Trang phục truyền thống của Myanmar thường được các du khách du lịch yêu thích và trải nghiệm hay là khi vào các ngôi chùa. Nếu bạn mặc quần hoặc váy quá ngắn thì bạn sẽ phải mặc thêm trang phục này giống như một cái sự chuẩn mực. Mọi người, đặc biệt là phụ nữ thì thường có xu hướng mang đồ trên đầu hơn là dùng tay. Thoạt đầu thì cảm giác rất là bất ngờ, nhưng mà đội trên đầu khá phổ biến và là một hình thức vận chuyển tiện lợi được người Myanmar sử dụng. Những người bán đồ ăn vặt trên phố có thể sử dụng một cái chiếc đĩa lớn hoặc đôi khi là một cái thùng lớn, một cái giỏ lớn. Họ giống như là những người ảo thuật gia, những nghệ sĩ làm siếc vậy. Và cũng thật hiếm có một quốc gia nào mà toàn bộ người dân hầu như đều sử dụng chung một loại mỹ phẩm như tại Myanmar. Ở đây thì họ sử dụng một loại bột nhão được làm từ vỏ cây. Người dân địa phương bôi nó lên mặt để bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời. Một số người thì cũng nói rằng nó tốt cho da và có đặc tính chống lão hóa. Đây là một nét đặc trưng của văn hóa Myanmar, thường được áp dụng cho khuôn mặt và đôi khi là cả cánh tay của người phụ nữ cũng như là những trẻ em gái. Họ bôi lên da và tạo hình một bông hoa màu phấn trắng trên má. Ngoài nền văn hóa đặc sắc kể trên, những sự thật thú vị kể trên đi Myanmar vẫn còn rất là nhiều điều thú vị và hấp dẫn khác. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá ngay bây giờ.
Thủ đô mới của Myanmar từng xuất hiện chỉ qua một đêm mà thôi, giống như là một tòa nhà lâu đài trong truyện cổ tích vậy. Câu chuyện kể lại rằng vào tháng 10 của năm 2005, Yangon vẫn là thủ đô, vẫn là thành phố sầm uất nhất của Myanmar. Vài tuần sau, nơi đây không còn là thủ đô nữa vì là các nhân viên chính phủ đột nhiên thấy rằng họ phải di rời tới một thành phố có tên là Naypyidaw. Chính là trung tâm hành chính mới là thủ đô của Myanmar. Và bây giờ thì nhiều người vẫn nhầm lẫn Yangon là thủ đô của Myanmar, nhưng một lần nữa phải khẳng định lại đó là Naypyidaw. Giao thông của Myanmar thì cũng vô cùng hỗn loạn. Myanmar bị người Anh cai trị trong hơn một thế kỷ và do đó đã áp dụng một số phong tục và thậm chí những truyền thống như luật lệ của họ, và trong một số đó là phong cách lái xe. Cũng giống như những người Anh, Myanmar sử dụng những chiếc xe chạy ở bên trái, trong khi đại đa số các quốc gia khác thì lái xe ở bên phải. Sau đó cũng đột ngột như là khi chuyển thủ đô, vào một ngày năm 1970, chính phủ tuyên bố rằng tất cả các xe ô tô sẽ chạy ngược chiều bên đường. Vì vậy mà bây giờ lái xe là bên phải. Về lý thuyết thì điều này nghe có vẻ là không phải là một vấn đề lớn, bởi vì chúng ta hàng ngày vẫn đi bên phải rồi. Nhưng mà vấn đề thay đổi một thói quen kéo dài rất là lâu thì đó là một điều cực kỳ khó, và trong thực tế đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Đường xá và các phương tiện cũ được thiết kế để lái bên trái, một số trạm dừng xe buýt thì cũng nằm ở phía bên trái của đường. Hiện nay xe ô tô chạy bên phải và nó có thể gây ra một số vấn đề khó khăn với những người đi bộ nữa. Thế bây giờ đi bên trái là đi bên phải, vô lăng nằm ở ghế bên trái là ghế bên phải. Đó thực sự là một vấn đề rất lớn với người dân Myanmar. Và đây rồi, có một điều mà Myanmar rất giống với Việt Nam. Ở Myanmar thì họ bán những chiếc lá lớn màu xanh có chứa vài loại hạt và gia vị, đôi khi là có cả thuốc lá. Đó là cách mà người phương Tây mô tả. Nhưng những chiếc lá đó chính là lá trầu ở Myanmar. Đó là một chất kích thích nhẹ và người dân địa phương thích nhai trong vài phút. Khi nhai, những chiếc lá trầu này sẽ tạo ra nước nhờ thứ gia vị riêng và tạo nên một hợp chất nhuộm màu đỏ như là ăn trầu ở Việt Nam vậy. Nhưng mà thật không may, người dân sau đó đã nhổ ra sàn nhà hay đường phố gây ra những vệt đỏ. Ấn tượng đầu tiên mà nhiều khách phương Tây thấy những dấu vết đỏ sẽ nghĩ ngay đó có thể là máu. Nhưng mà ở Myanmar chắc chắn là không phải rồi, đó chính là do những người nhai trầu tạo nên. Giờ chính thức ở Myanmar là GMT cộng 6:30. Đây là một trong số ít các quốc gia sử dụng múi giờ lẻ. Đúng là Myanmar thì rất đẹp, văn hóa rất là đa dạng, con người cũng rất là thú vị. Nhưng mà đến bây giờ thì Myanmar không hẳn là một đất nước an toàn để bạn có thể khám phá. Nếu mà bạn search cụm từ Myanmar thì phần lớn những kết quả được trả lại trên Google đều liên quan đến hình ảnh chính trị bất ổn của đất nước này trong một giai đoạn dài, hay đôi khi là cả sự nghèo đói, những sự lạc hậu của đất nước Myanmar. Chính bởi những lý do này mà ở Myanmar có một lệnh cấm hoặc là hạn chế đi lại với một số khu vực nhất định dành cho khách du lịch. Và cuối cùng là không thể không nhắc đến những địa điểm nổi tiếng tuyệt đẹp ở đất nước Myanmar. Giống như ở Thái Lan, Myanmar là một đất nước rất sùng bái đạo Phật, vì vậy mà rất nhiều chùa chiền được xây dựng trên mảnh đất linh thiêng này. Và ngôi chùa được người dân Myanmar thờ cúng nhiều nhất đó là ngôi chùa có tên là Square Dragon, hay còn gọi là chùa vàng. Chùa vàng là biểu tượng của Myanmar và thu hút khách hành hương từ khắp nơi trên đất nước này, cũng như những khách tham quan trên thế giới. Bạn sẽ ngạc nhiên trước khu phức hợp sắt vàng khổng lồ ở trung tâm của cố đô. Ngôi chùa vàng lung linh này không chỉ được dát vàng hoàn toàn bằng 90 tấn vàng, mà phần đỉnh của nó còn được nạm 5.448 viên kim cương và 2.317 viên hồng ngọc. Trên cùng là bút kim cương gắn một viên kim cương nặng 76 carat. Không chỉ vậy, ngôi chùa này còn được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất ở Myanmar. Tại đây có lưu giữ báu vật linh thiêng đối với các tín đồ Phật giáo, đó là 8 sợi tóc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì bạn có thể hiểu tại sao nó có giá trị rồi chứ. Và cuối cùng, Myanmar có hàng trăm bãi biển, trong đó sở hữu một trong những bãi biển dài nhất tại châu Á. Như đã nói thì đất nước Myanmar có đường bờ biển kéo dài đến hơn 2.000 km. Hầu hết bãi biển ở đây đều quay mặt về hướng Tây, cho nên là khi đến đây thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh hoàng hôn tuyệt diệu. Những bãi biển nổi tiếng nhất đó là Nagapali, bãi biển đẹp nhất ở Myanmar với bãi cát trắng trải dài hơn 3 km, chỉ cách thành phố Yangon, cố đô của Myanmar 45 phút bay, hay là một bãi biển khác còn được gọi tên là Biển Bạc, chỉ cách Yangon 5 giờ lái xe, với bờ cát kéo dài 13 km và được coi là một trong những bãi biển dài nhất ở châu Á. Như vậy, nói tóm lại, Myanmar là một đất nước Phật giáo thú vị và vô cùng đặc biệt. Nếu mà có cơ hội đến với Myanmar, chắc hẳn bạn sẽ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và qua video này thì bạn cũng đã có được cái nhìn tổng thể về đất nước Myanmar rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Mỗi ngày thì Vòng Quanh Thế Giới sẽ công chiếu 2 video mới vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ dành thời gian để đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.